đồ lên cho đẹp trai đi. không gì nữa, tóc đâu nó dài, nào dài mới cắt, cái tóc đâu nó dài nó cắt đâu, cứ dài mà. Cắt lên, trời tóc nó dài uống mà, cắt lên đi cho đẹp trai, cắt ngón tay ngón chân rồi giờ tới cắt tóc đi. Ôi giời ơi, Giờ mà cắt tóc cắt được, trời ơi, cắt tóc bao giờ sợ bệnh quá. cắt Để tóc sao phải vậy á, giống giống như là nghệ sĩ lang thang đường phố ôi nhưng mà đây là số điện thoại của em Văn Hiện chị ơi. Dạ. Tại vì mình đang coi coi cái clip mà cái chú mà bận bộ đồ đen của chú Hoan cho nè, mà ổng ca nè. À, clip của anh Thành đúng không? Anh Lê Văn Thành. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi, đó. Bây giờ chị ơi, bây giờ là em đang gặp anh Lê Văn Thành ở đây. Đó. Dạ. Thấy ông ca mà thấy hai tiếu tiếu à, tôi coi hoài, coi mà 2-3 giờ sáng tôi chưa ngủ nữa, nhưng mà kêu ông dòm cái mặt xuống rồi giờ mà ngước lên trời không vậy. Dạ cảm ơn chị. Đó dễ thương. Đó anh Thành. À, bây giờ là có một chị tên gì chị ha? Dạ tên Bùi Thị Nga. À chị Nga này, chị Nga là chị rất là thích anh Thành hát. Nhưng mà chị có bảo là sao mà hát mà cứ ngước cổ như vậy. Bây giờ anh Thành là nói thẳng với chị Nga là tại sao như vậy này. Đó. Dạ. Chào chị Nga đi. À chào chị Nga. Dạ alo, sao mà anh ca anh ngước lên trời không vậy? Anh nhìn cái mặt xuống cho đẹp trai, cho mấy chú chỉnh anh lại cho đẹp trai một tí ơi. Ôi, sao có điều chỉnh được không? Bây giờ là có khán giả rất là thương anh Thành mà có gọi điện đến cho Văn Hiện rồi. Bây giờ may mắn là gặp được anh Thành ở đây luôn. Rồi mình sẽ thay đổi anh Thành nhá. Hả? Dạ. À, cũng thích cái chị đó với lại cái người này, còn chú Chí thì ổng hiền quá. Dạ chú Chí dữ quá chứ. Ổng hiền thì ổng lầm lì lì à. Dạ. Còn cái chú này trời, tự nhiên coi được rồi mắt coi hoài luôn, 2-3 bữa dài chứ coi hoài đó, anh Thành thấy chưa? Chị Nga rất là thương anh Thành. Hôm nay là em đang xuống anh Thành đây, hôm nay là mang bộ đồ khác xuống đó chị Nga để nay là tắm rửa để thay đồ mới, bởi vì hôm bữa là cũng 2-3 ngày rồi. Dạ đó. Ông thấy ông bận bộ đồ đen của chú Hoan cho nè. Dạ đúng rồi, cái bộ đồ hai anh em hôm bữa bọn em xuống rồi em mặc cho đó, nhưng mà nay cũng 2-3 ngày rồi xuống mang bộ đồ khác. Nhưng mà anh Thành bây giờ là chị Nga là chị rất là quan tâm anh Thành, vì vậy nên là anh Thành phải thay đổi. Thấy chưa? Anh Thành nói với chị Nga một câu gì đi. Alo. Chú Thành ca, chú Thành phải nhìn cái mặt xuống rồi á, kêu anh tóc rồi lên cho đẹp trai đi. Không gì nữa, tóc đâu nó dài, nào dài mới cắt, cái tóc đâu nó dài nó cắt đâu, cứ dài mà. Cắt lên, trời tóc nó dài uống mà, cắt lên đi cho đẹp trai, cắt ngón tay ngón chân rồi giờ tới cắt tóc đi. Ôi giời ơi, cắt được, trời ơi, cắt tóc bao giờ sợ bệnh quá. Để vậy á, giống như là nghệ sĩ lang thang đường phố nhưng mà bận bộ đồ đen rồi vô nghe, nhưng mà còn thiếu một cái nữa, mang đôi dép da hoặc là mang đôi giày biết vô. Đúng rồi, giày là hôm nay là em Văn Hiện có mang xuống đây cho anh Thành rồi, nhưng mà bây giờ là Văn Hiện đang cho anh Thành ăn cơm này. Mà rất là may mắn rồi, hôm nay anh Thành ăn cơm ngon mà lại được chị Nga là một fan của anh Thành gọi đến nữa. Đó, rất là vui đúng không anh Thành? Mình thích cái cảnh mà anh đang ngồi ca đó, rồi cái có cái chú gì dẫn chiếc xe đạp coi đạp rồi làm bộ đạp cái giò giùm, thấy dễ thương. Nói chung ra là cái clip này là tôi thích, cảnh nào tôi cũng đều thích hết. Dẫn cái xe đạp lại cho ông đàn ông chạy đó, ông chạy ông ca kìa. Dễ thương. Anh Thành là có cái biệt tài là đi xe đạp là ngước mặt lên trời, mà đi ra ngoài mà cái cánh tài xế ở đây là người ta né anh Thành thôi, chứ anh Thành không có né người ta đâu. Đúng rồi. Bây giờ là ai cũng dặn là anh Thành phải đi ra đường phải cẩn thận, nhìn xuống bên dưới. Nhiều khi mà nhìn xuống bên dưới là có tiền thì mình còn được tiền, mà gái xinh mình còn được nhìn thì gái xinh không? Không, chú Văn Hiền, cái chú này là chú ở đâu vậy? À, anh Thành hiện tại đang ở trên này là trên Dầu Dây á chị, Dầu Dây của Đồng Nai á.
ở Đồng Nai ha, tưởng đâu ở thành phố mình cũng đang ở thành phố chỗ nào mình dọt ra đó mình chơi ủng hộ, còn này ông ở vùng dây xa quá, nghe không đi Vậy được. đó, Thành thấy chưa, rất có nhiều cô chú anh Còn chị rất là quan tâm, đúng rồi. ở ở thành phố thì Nga đi lại đó được, còn ở vùng dây tại vì nói chung ra là Nga cũng đang làm giúp việc cho anh ta cho nên không có đi xa được, còn ở vòng trong thành phố là Nga đi được. Cảm ơn chị Nga nhiều. Nhưng mà anh Thành hôm nay thấy chưa, chị Nga quan tâm, sáng giờ là cũng có nhiều cô chú anh chị gọi cho Văn Hiện rồi, bảo là anh Thành hát là phải ngước cúi mặt xuống, chứ bây giờ cứ ngước mặt lên trên trời đó. Mình Trời không nguy hiểm nhưng mà ông ngước lên trời nhưng mà sao ông chạy xe đạp cũng hay quá. Nga coi ở bên cái mà Facebook á, Facebook mà ông chạy xe đạp rồi cái cương ghép nhạc á, chờ thấy nó hay gì đâu, cái đi cái lại cái đi cái lại, mà giờ mình thấy làm như là nó sao sao mình tả nó không được, nó sao sao á, nó hay hay mà nó sao sao á, nó vui vui nó sao sao á, Đó. nó buồn mà nói chung ra là nó buồn mà tôi coi cái cảnh này là tôi hết buồn rồi đó, Đó. Bây giờ là anh chung ra Thành là vậy đó. bây giờ là anh Thành là tạo cảm hứng niềm vui cho rất là nhiều cô chú anh chị, có khán giả rất là ở trong nước ngoài nước cùng quan tâm này. Nhưng mà bây giờ là ai cũng muốn anh Thành là phải ngước mặt xuống, đúng không? Thứ nhất là đi ở ngoài đường là không có nguy hiểm cho người khác, không có nguy hiểm cho mình. Rồi bây giờ anh Thành muốn muốn nói gì với chị Nga không? Chị Nga là một fan của anh rồi đó. Đó, bây giờ là Không, nhưng mà khi nào mà chú Thành mà có đi đâu theo chú trong thành phố á, là liên lạc với Nga, Nga dọc tới chơi buổi ngày gì. thôi hôm nào có dịp thì sẽ đưa anh Thành đi gặp bà con rồi cô chú anh chị này mến mộ này, chị Nga, có chị Nga, đặc biệt là chị Nga ở đây đó. Bây giờ Đúng rồi. anh Thành nói một lời cảm ơn với chị Nga đi. Mình xin cảm ơn chị Nga đã ủng hộ em, nên em rất là vui đấy. Rồi. Cảm ơn chú. Cũng cảm ơn em cho chị Nga luôn. Rồi em chúc cho chị Nga và gia đình có nhiều sức khỏe. Em Thành ạ. Chúc chị Nga nhiều sức khỏe tốt vui vẻ nha. Nhà ở con mình thôi, nhà ở con mình cũng giống như chú gì vậy đó, nhà ở con mình thôi, nhưng mà Nga đi đang đi giúp việc nhà cho anh ta, sống mình mà giúp việc nhà cho anh ta, cho nên đi chơi thoải mái lắm, nhưng mà phải trong vòng trong thành phố thì mình đi được, đi trong Tốt. ngày mình Hôm dọn nào có về, dịp thì còn đưa đưa anh Thành lên đó chị ha, chị Nga, rồi chị em giao lưu hát hò với anh Thành nhá. Nhưng mà bây giờ là để anh em mà cố gắng luyện cho anh Thành mà nhìn là ngang ngang với nhìn xuống thôi, còn ngước lên trời xa quá. Sao ông ngước lên trời quá cao vậy nè, còn hơn là ông chồm còn hơn là chú Chí luôn á. Đúng rồi, chú Chí là chỉ đứng một chỗ thôi, còn anh Thành là phải đi xe đạp mà ngước lên nữa, nó phải gấp đôi gấp Đúng ba. rồi, đúng rồi, nhưng mà chú Thành này nói chung ra là ông vui vẻ, ông láo táo, con người của ổng là năng động, con người ổng giống như nhẹ nhàng như là cái bong bóng á, sao mình cảm giác thấy nó không có nặng nề Đúng rồi. đó, vậy á, giống như con người của ổng mà mình tả không được, nó vừa lanh lợi nè mà vừa láo táo mà vừa sao, nhưng mà cái kiểu láo táo là táo hiền chứ không phải là láo Đúng táo mà hung rồi, dữ anh này ngoài kia thì nọ. dễ thương lắm chị, cũng rất là dễ thương hiền lành. Ở khu này thì ai ai cũng biết hết. Bây giờ là bà con ở trong nước Nó ngoài vậy. nước biết luôn rồi đó. Khi nào mà ổng có dịp mà về trong thành phố hay là chú chở về trong thành phố chơi, nhưng mà ở khu nào á, cái chú cho mình hay trước ngày mình mua cho ổng áo áo thun cho ổng bằng á, cho nó sạch sạch tí, mình mua cho ổng mấy cái áo thun cho ổng bằng Ôi, cảm ơn chị cho Nga. hôm nó dạ sạch hôm hôm sẽ nào em Văn tí. Hiện với anh Quân sẽ đưa anh Thành đi đó, lên đó để tham gia hát hò giao lưu với chị em mình, chị Nga, để em sẽ lưu số chị Nga lại, chị Nga Nga ha. đang ở thành phố, mà ở quận 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 cái gì quận 8 mà phường 6. Ủa, quận 6 mà phường 8 á, đường Văn Thân á. Ok chị, em sẽ lưu Nó thông gần tin gần chị. xe cảng hay chỗ mình ở gần gần xe cảng miền Tây. Mình ở đó, nhưng mà chú ở đâu thì mình đi xe ôm mình đi tới một chút cũng được, mình Dạ, bọn em hỏi cũng cũng chỗ hay đi suốt ở trên đó hả chị? Bọn em cũng hay lên suốt. Hôm nào có dịp thì lên đó em sẽ liên hệ chị ha, rồi chị em mình cà phê ha.
Dạ. Rồi nhớ nha, đừng Dạ. bỏ mình nha, Dạ, mình tới mình không bỏ đâu. chơi, mình tiếu tiếu với ổng một tí. Dạ, đó chị Nga không bỏ anh Thành là anh em mình cũng không bao giờ bỏ chị Nga ha. Dạ, Anh dạ, Thành ha. rồi. Rồi, bây giờ Rồi thì anh em vui vẻ đi anh Thành chào chị Nga tiếng. Anh chào chị Nga nha. Vui vẻ Nga. Rồi, bye nha. bye Bye chú. bye. Rồi, em Rồi. chào chị Nga nhá. Chúc chị Dạ. có nhiều sức Rồi, khỏe vui nhá. vẻ Dạ. nha. Dạ. Dạ Dạ. dạ. Em chào chị. Trời ơi, chị Nga đang nghe hát luôn kìa, không có đi. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Người ta quan tâm quá trời luôn. Đó, vì vậy nên là bây giờ là mình phải thay đổi nhiều. Thứ nhất là ăn mặc này, thứ hai là phải sạch sẽ đó, phải tắm rửa sạch sẽ. Vâng, kính thưa quý vị, đây là cái con đường để đi ra đường quốc lộ đó quý vị, và cái khu vực này là khu vực công viên. À, anh Thành thì anh hay sống ở trong này, anh hay lang thang ở trong này, rồi ngủ ở trong này đó đó quý vị. Đó, bây giờ thì hai anh em Văn Điện sẽ đi về.